Chào các bạn, đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên được cập nhật tin mới nhất. Thời tiết hanh khô vào mùa lạnh khiến cho làn da bị nứt nẻ, nổi mụn, làm mất đi vẻ thẩm mỹ thường có, do đó việc chăm sóc da khô vào mùa đông là rất cần thiết. Thời tiết lạnh vào mùa đông khiến cho da bị khô cũng là vì sợ lạnh nên nhiều chị em sử dụng nước nóng để tắm và vệ sinh da mặt, sử dụng máy điều hòa, lò sưởi nhiều sẽ khiến da bị mất nước nhanh hơn, làn da bị tổn thương nặng nề. Có nhiều cách chăm sóc làn da khô vào mùa đông hiệu quả, nhưng đặc biệt nhất phải kể đến phương pháp làm đẹp bằng đông y. Bài thuốc uống trong làm đẹp da khô hiệu quả. Đông y làm đẹp không còn xa lạ với nhiều chị em. Với những bài thuốc giúp dưỡng ẩm da hiệu quả vào mùa đông dưới đây sẽ giúp chị em có được một làn da tươi trẻ, căng đầy, góp thêm phần sự tự tin mỗi khi xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu. Bài thuốc 1, bài thuốc dưỡng ẩm da vào mùa đông này gồm có các vị thuốc như cát căn 16g, thục địa 12g, tăng diệp 20g, vừng đen 16g. Cỏ mực 20g, hạ thủ ô 16g, bạch thược 12g, đại táo 12g, mạch môn 16g, cam thảo bắc 10g, cúc hoa 10g. Tất cả các vị thuốc đem đi sắc lấy nước uống mỗi ngày một thang, chia làm 3 lần, có công dụng nhuận da, giữ ẩm cho da rất hiệu quả. Bài thuốc 2, sử dụng các vị thuốc gồm bồ công anh 20g, cỏ mần trầu 20g, tăng diệp 20g, thiên môn 16g, mạch môn 14g, đương quy 12g, cắt cánh 12g, sa sâm 16g, khởi tử 12g, hoài sơn 12g, thục địa 12g, ngân hoa 10g, lạc tiên 18g, hạt muồng, sao đen 16g, cam thảo 10g. Bài thuốc y học cổ truyền này đem sắc lấy nước uống mỗi ngày một thang, chia làm 3 lần uống trong ngày, có công dụng giữ ẩm da, thanh nhiệt, nhuận phế, giúp chị em không phải lo lắng về làn da mỗi khi mùa đông. Ưng về, bài thuốc 3, các vị thuốc gồm thục địa 12g, đương quy 16g, sa sâm 16g, cắt cánh 12g, hoàng kỳ 12g, ngân hoa 10g, liên kiều 10g. Tăng diệp 18g, mạch môn 16g, cắt căn 16g, địa cốt bì 10g, bạch chỉ 10g, long nhãn 10g, đại táo 10g, bạch thược 12g, hà thủ ô 16g, cam thảo 10g, trần bì 10g. Sắc bài thuốc này lấy nước 3 lần trong ngày, mỗi ngày uống một thang, giúp nhuận da, nhuận phế, lương huyết, sinh dịch giữ ẩm cho da. Bài thuốc bôi ngoài trị da khô vào mùa đông. Bên cạnh những món ăn bài thuốc, chị em cũng có thể sử dụng những bài thuốc làm mặt nạ đặc cho da cũng giúp giữ ẩm cho da. Vào mùa đông rất tốt như bài thuốc 1, lấy 15g quả hạnh nhân và lòng trắng trứng gà 1 quả. Hạnh nhân đem giã nhỏ rồi khuấy đều với lòng trắng trứng gà. Sử dụng hỗn hợp này xoa trực tiếp vào da mặt vào buổi tối và sáng sớm, để khoảng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Giúp dưỡng da mặt, làm sạch da, khiến da sáng, mịn màng và ngăn ngừa mụn trứng cá rất hiệu quả. Bài thuốc 2, lấy 1 quả dưa chuột và 10ml mật ong. Dưa chuột đem rửa sạch, giã nhỏ, vắt lấy nước cốt, sau đó cho mật ong vào nước dưa chuột, khuấy đều. Dùng bông thấm hỗn hợp rồi thoa đều lên mặt và vùng cổ vào 2 buổi sáng, tối. Để da khô tự nhiên rồi rửa lại bằng nước sạch. Bài thuốc này có công dụng dưỡng da, giữ ẩm và làm da mịn màng, không khô nẻ, không thể thiếu trong góc chị em làm đẹp mỗi khi mùa đông tới. Bài thuốc 3, sử dụng cánh hoa hồng tươi, đem đi rửa sạch và ngâm trong lượng sữa tươi vừa xâm xấp cánh hoa trong khoảng vài giờ. Sau đó, dùng thìa miết nhẹ để cánh hoa hồng tan nhuyễn trong sữa tạo thành hỗn hợp dẻo quánh. Cho hỗn hợp trên bảo quản trong lọ thủy tinh kín trong tủ lạnh để dùng dần. Trước khi đi ngủ, chỉ cần bôi một chút hỗn hợp này lên vùng môi sẽ giúp môi không bị nẻ và căng mịn. Hoặc có thể dùng dưa chuột, rửa sạch, cắt lát chà nhẹ lên môi, để khoảng 15 phút rồi rửa sạch môi lại bằng nước ấm.
Làm thường xuyên sẽ giúp môi mềm mại, không bị nứt nẻ.